hai người này đang khô cổ bỏng họng mà chỉ biết nhìn người kia đứng tắm. Nhưng thật ra anh ấy chỉ đổ nước sang cái xô khác để đánh lừa hai tên lính mà thôi. Tại sao họ phải dùng đến chiêu trò này? Hãy cùng vua phim hay tìm hiểu nhé. Những chiến sĩ này đang trên đường chạy trốn, từng cơn mưa bom không ngừng dội xuống trên họ. Họ vội chất đồ đạc lên chiếc xe tăng, sau đó khởi động máy móc để rút lui. Vài giờ sau họ đã gặp được một binh đoàn khác, nhưng binh đoàn này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cả hai cộng lại chưa được chục người. Bọn họ ngồi trên xe tăng đi giữa sa mạc, chưa được bao xa thì xế hộp xảy ra vấn đề. Trong lúc chờ đợi xế hộp được nâng cấp, trung sĩ bảo mọi người đi ăn buffet cho đỡ đói, riêng nguồn nước là phải tiết kiệm. Ở nơi này mà thiếu nước thì có mà quy tiên luôn. Đột nhiên họ thấy hai sinh vật lạ ở phía xa, trung sĩ ra lệnh tặng chúng viên đạn thay bưu thiếp. Hai sinh vật lạ nhận được tín hiệu vội chạy đến, hóa ra người này thuộc binh đoàn khác, anh đang áp giải một tù binh rời khỏi sa mạc. Trung sĩ bảo ta muốn đi tìm nguồn nước, anh nói quanh đây có một cái giếng, nhưng có nước hay không phải dựa vào may mắn. Trung sĩ nghe xong liền đuổi tên tù binh đi, vì giữ lại chỉ làm hao tổn thức ăn và nước uống. Thấy tên tù binh cứ lẽo đẽo theo mình, lòng thương xót trong người ông bộc phát, nên đồng ý cho tên tù binh đi cùng. Rất nhanh họ đã tìm được một cái giếng, nhưng trong giếng không có gì ngoài cát khô. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn mọi người sẽ được quy tiên sớm. Đột nhiên trên trời xuất hiện trực thăng của quân địch, mọi người lập tức chui xuống gầm xe lẩn trốn. Sau một hồi giải bom mà không thấy phản kích, tên phi công đắc chí tưởng họ đã hết đạn, quay lại lượn thêm vài đường quyền để chọc tức. Ai ngờ bị trung sĩ dùng súng hạ luôn chiếc trực thăng, một làn khói đen bay ra từ máy bay. May mà tên phi công có dù nên thoát nạn, máy bay rơi xuống tạo nên vụ nổ lớn. Mọi người nhanh chóng bắt được tên phi công, trung sĩ bảo ta muốn đến lục soát người hắn. Họ thu được một bức thư của quân địch. Bọn chúng đã bao vây quanh khu vực này, bảo họ muốn thấy mặt trời thì nhất định phải đầu hàng, xem ra thoát khỏi sa mạc là rất khó. Tambun dẫn mọi người đi dưới cơn bão cát, cát bụi mịt mù khiến họ di chuyển khó khăn, họ phải tìm nơi tạm trú chờ bão cát qua đi. Hôm sau, mọi người tỉnh dậy dưới cái nắng gay gắt, xế hộp gần như bị bão cát phủ kín, Tambun dường như cảm nhận được điều gì đó, không ngừng cầm cây sắt chọc xuống lớp cát. Đột nhiên lớp cát trên mặt rơi xuống, lẽ nào bên dưới là một cái giếng? Anh kích động liền la lớn gọi đồng đội, mọi người hào hứng vứt cả sảnh mà chạy đến. Họ quỳ xuống rồi dùng tay liên tục bới cát, mọi người vui mừng kéo tấm gỗ ra, một cái giếng bốc chốc xuất hiện trước mặt họ. Cái giếng sâu thẳm không nhìn thấy đáy, trung sĩ cầm hòn đá ném thẳng xuống giếng, nhưng chẳng nghe thấy âm thanh của nước đâu. Ông bảo Tambun hãy xuống đó kiểm tra, Tambun bám vào vách đá từ từ leo xuống. Sau một hồi anh đã xuống tới đáy, phát hiện bên dưới chẳng có gì ngoài cát, Tambun thầm nghĩ kiếp này coi như bỏ. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi hơi nước ẩm ướt, anh vội vàng ve vãn vào tường giếng, phát hiện có nước đang nhỏ giọt từ trong vách đá. Tambun vui mừng gọi đồng đội ném xô xuống, đồng đội ném cho anh một cái nắp chai. Tambun đổ nước trong lòng bàn tay vào đó, rồi đưa tay lên liếm tránh lãng phí nước. Sau đó đồng đội lại ném xuống mấy chiếc cốc. Lúc này quân địch cũng đang đi tìm nguồn nước, nhưng tìm mãi chẳng được giọt nước nào. Chỉ huy bắt người bản địa dẫn đi tìm nguồn nước. Sau qua vài tiếng, Tambun đã hứng đầy hai cốc nước, anh buộc vào dây thừng để cho đồng đội kéo lên. Đồng đội cẩn thận kéo từng tí tránh nước sánh ra ngoài. Trung sĩ cầm hai cốc nước tính toán thật kỹ, rồi bảo mỗi người chỉ được uống ba ngụm. Mặc dù lượng nước chỉ đủ làm ẩm cổ họng, nhưng nó lại quyết định đến sống còn của họ. Một người mang nước đến cho đồng đội đang bị thương. Sau khi cổ họng được bôi trơn, người đồng đội này đã về dưới suối vàng. Mọi người làm cho đồng đội một ngôi mộ cát, sau đó cùng nhau cầu nguyện cho anh ấy. Bây giờ họ phải tích trữ nhiều nước nhất có thể để rời khỏi cái nơi nóng bức và khô hạn này. Nhưng em xế hộp sau trận bão bị cát tràn vào, bây giờ phải tắm rửa sạch sẽ cho nó, để lớp cát bụi không dính vào dầu máy. Mati hì hục ngồi sửa cả buổi mới xong, mà quân địch đang trên đường đến giếng nước đó. Xem ra cuộc chiến cướp nước đã sắp nổ ra, mọi người rảnh rỗi lấy súng ra lau chùi, tiện thể kể chuyện để mọi người hiểu nhau hơn. Họ còn tưởng tượng ra tô bún bò Huế trước mặt, liên tục đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Đột nhiên người canh gác phát hiện ra điều bất thường, thì ra xe của quân địch đang tiến đến đây. Trung sĩ lập tức bày binh bố trận, ông trực tiếp nấp đằng sau lá chắn, cố dùng mọi cách bắt sống kẻ địch. May mà quân địch chỉ có 6 người đến. Mọi người nấp sau bức tường chờ đợi thời cơ. Quân dịch xem ra cũng khôn phết, nhìn thấy dấu chân vội bảo mọi người tìm nơi ẩn nấp, gan nhanh tay trực tiếp bắn hạ tay súng trên xe tăng. Trong chớp mắt quân địch chỉ còn lại 2 người, họ lấp sau tảng đá không dám thò đầu ra ngoài. Tình thế buộc họ phải giơ tay đầu hàng, gan lắc chai nước chẳng thấy có giọt nào. Biết quân Đức đang bị thiếu nước nghiêm trọng, liền tra khảo họ vị trí của quân địch để đổi nước. Nhưng cả hai cố chấp không chịu nhếch mép, trung sĩ liền sai người đem bình nước đến, từ từ rót nước cho thật đầy cốc. Kẻ địch thấy nước thì mắt sáng như đèn pha. Trung sĩ sau khi uống no liền hất nước thừa xuống cát, thấy hắn ta sắp không chịu nổi nữa rồi, trung sĩ liền lấy cốc nước nữa ra dụ dỗ, chỉ cần anh ta khai ra sẽ nhận được nó. Kẻ địch kiên trì không quá 2 phút đã khai hết. Biết được quân địch có 500 người, tất cả đều đang bị thiếu nước trầm trọng, đang trên đường đến đây,
để tìm kiếm nguồn nước. Tam Bun ở bên dưới thấy nguồn nước đã cạn kiệt, liền bảo trung sĩ đã đến lúc lên đường, nhưng Gan liền nảy ra một ý tưởng táo bạo, lợi dụng giếng nước để đánh bại quân địch. Chúng không biết cái giếng đã cạn khô, kiểu gì cũng dồn lực tấn công, nhưng lấy chín chọi với 500 là không thể, họ phải nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó. Không ngờ mọi chuyện bị hai tên tù binh nghe lén, trận chiến lần này tỷ lệ thua là rất lớn, trung sĩ cho mọi người lựa chọn ở lại hoặc ra đi. Không ngờ mọi người đều quyết tâm chiến đấu đến dùng, họ thả hai tên địch ra làm mồi nhử, bảo chúng đưa lương thực đến để đổi nước. Trung sĩ lệnh cho đội quân đi chôn mìn, sau đó lái xe tăng của quân địch đi chỗ khác. Hai tên lính được thả trở về thông báo tình hình, tên chỉ huy ra lệnh tấn công chiếm giếng nước. Trung sĩ cẩn thận dạy quân y cách dùng súng, tình thế thay đổi bắt buộc quân y phải thích nghi. Mọi người mang súng vào vị trí của mình, chuẩn bị cho cuộc đại chiến không cân sức. Vài giờ sau họ nhìn thấy 500 anh em xuất hiện, bọn chúng xếp thành một hàng ngang dài tiến đến, hầu có thể bao vây hết khu này. Sau khi bọn chúng dẫm phải quả mìn đầu tiên, thì mọi người đồng loạt nổ súng, xả súng liên hoàn về phía quân địch, chớp mắt đã có vài chục tên ngã xuống đất, chiếc xe tăng cũng xông ra công kích, một quả đạn pháo là có thể hạ được chục người. Tên nào thò đầu lên trước đều bị bắn, mọi người cầm lựu đạn ném vào quân địch, khiến bọn chúng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Rất nhanh họ đã chiến thắng đợt tấn công đầu tiên, kết quả thu được hơn 100 các xác, nhưng một người đồng đội của họ không qua khỏi, lúc chết vẫn không chịu buông vũ khí. Đội quân bây giờ chỉ còn lại 8 người, một lúc sau chỉ huy quân địch cầm cờ trắng đi đến, trung sĩ liền nghĩ cách bảo mọi người diễn một vở kịch. Sau đó ông đi đến gặp quân địch, bọn chúng muốn gặp trung sĩ để đàm phán. Gan nói trung sĩ đang bận tắm rửa, nhưng thật ra họ chỉ là đổ nước sang thùng khác. Họ muốn quân địch tin rằng trong giếng có nhiều nước, chỉ huy nói họ dùng thức ăn để đổi nước, nếu ai đầu hàng thì sẽ được thả khỏi sa mạc. Gan không tin còn bảo chúng lấy vũ khí ra đổi, một cốc nước đổi lấy một khẩu súng. Thấy tên chỉ huy không đồng ý, Gan liền quay đầu bỏ đi. Cuộc đàm phán kết thúc trong tức giận, quân địch liền phái người đến đánh lén. Trong lúc Gan đang nói chuyện, người đồng đội không may bị bắn trúng. Việc này khiến Gan vô cùng tức giận, rất nhanh chúng lại phát động đợt tấn công thứ hai. Chúng dùng pháo tấn công liên tục, đồng thời chia thành nhiều hướng để tấn công. Gan bảo cấp dưới chặn đường phía sau của chúng, đồng đội vì bảo vệ Gan nên ra ngoài rào chắn. Không cần nói mọi người cũng đoán được kết cục, Gan tức giận đứng dậy phản kích, từng quả mìn dần tiến lại gần ông, quân địch xếp thành hàng ngang lao đến, một quả đại bác của xe tăng phá tan bức tường đó. Quân y bây giờ đã thông thạo việc dùng súng, từng quả lựu đạn ném ra hạ gục quân địch, tên phi công nhân cơ hội này chạy trốn. Hắn muốn cho đồng đội biết đó là cái bẫy, tên tù binh chạy đến báo cáo liền ngã xuống, Tam Bun trông thấy vội đuổi theo tên phi công, cả hai ôm nhau lăn xuống khỏi cồn cát, Tam Bun ấn mạnh đầu hắn xuống cát, cho đến khi hắn ta không còn sự kháng cự. Sau đó anh nhanh chân quay lại chiến tiếp, lúc trở về Tam Bun bị quân địch chú ý đến, chúng liên tục xả súng lên người anh, khiến anh không thể đứng lên được nữa. Vào giây cuối đời anh giơ huy chương của phi công lên, để nói mình đã xử lý được tên đó rồi. Tiểu đội hiện giờ chỉ còn lại 5 người, quân địch lần nữa tiến lên đàm phán, một người xung phong đi lên gặp hắn. Anh rút dao ở chân ra xử hắn, sau đó nhanh tay cướp súng hạ tên còn lại. Nhưng khi quay về anh bị quân địch bắn trúng, quân địch mất tướng như rắn không đầu. Tuy chúng không tấn công nhưng vẫn nổ pháo, đội quân hiện giờ chỉ sót lại 2 người. Quân địch bất ngờ xông đến tấn công, ta muốn giơ súng lên quyết liều mạng với chúng. Không ngờ bọn chúng không nổ súng mà giơ tay đầu hàng, họ muốn dùng súng để đổi nước. Gan cười lớn bảo họ muốn bao nhiêu tùy ý. Bất ngờ giếng nước xuất hiện vô số nước, hóa ra trận bom đạn giúp đả thông mạch nước ngầm. Hai người nhân cơ hội đi thu thập súng lại, không ngờ họ lại thu phục được hơn 200 người. Lúc này chi viện cuối cùng cũng đến. Sau khi chôn cất cho đồng đội xong, mọi người lên xe rời khỏi sa mạc này.